Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe podcast Điểm tin nổi bật sáng mùng 4 tháng 9 trên báo Thanh Hóa điện tử. Tôi là biên tập viên Lan Phương, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong bản tin sáng nay với những thông tin đáng chú ý sau. Thắp sáng quốc kỳ Việt Nam tại một số nước trên thế giới nhân dịp mùng 2 tháng 9. Đoàn thể thao Việt Nam dự ASEAN 19 với 504 thành viên. Việt Nam có 14 nhà khoa học trong bảng xếp hạng của thế giới năm 2023. Đơn hàng đã trở lại với nhiều doanh nghiệp dệt may, da giày. Bệnh nhân cấp cứu tăng trong những ngày nghỉ lễ. Từ mùng 5 tháng 9, ngành đường sắt áp dụng mức phí đổi trả vé tàu. Cơ sở giáo dục đại học vi phạm hành chính tăng đột biến. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, dịp kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã thắp sáng hình ảnh quốc kỳ Việt Nam tại tòa tháp cao nhất thế giới Khalifa ở Dubai. Đây là lần thứ hai tòa tháp cao nhất thế giới 160 tầng với độ cao 828m Khalifa được thắp sáng hình ảnh quốc kỳ Việt Nam. Sự kiện đã không chỉ giúp mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với người dân các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất mà còn nhiều quốc gia khác. Tại mảnh đất này, có tới 90% dân số là người nước ngoài. Hiện các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông và Châu Phi. Cũng trong ngày 2 tháng 9, quốc kỳ Việt Nam đã được trình chiếu trên đỉnh tháp Namsan và tòa thị chính ở trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc từ 19:30 đến 23:00. Đây là lần đầu tiên thủ đô Seoul của Hàn Quốc cho trình chiếu hình ảnh cờ đỏ sao vàng nhân dịp quốc khánh của Việt Nam. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASEAN 19 với 504 thành viên, trong đó bao gồm 22 lãnh đội, 11 chuyên gia, 90 huấn luyện viên và 337 vận động viên. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ xuất quân vào ngày 20 tháng 9 tới, tranh tài ở 31 môn thể thao với chỉ tiêu giành từ 2 đến 5 tấm huy chương vàng. Sự kỳ vọng tiếp tục được đặt lên vai các vận động viên ở môn Ủ-xu, đua thuyền và bơi. Tuy nhiên, kỳ ASEAN năm nay, mọi thứ được dự đoán sẽ khó khăn hơn rất nhiều khi những gương mặt đã từng mang vàng về cho thể thao Việt Nam ở kỳ đại hội trước đều đã lớn tuổi. Người cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại lễ khai mạc ASEAN 19 diễn ra vào ngày 23 tháng 9 tiếp tục là kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Với thành tích nổi trội tại các kỳ SEA Games vừa qua, cùng với việc sở hữu khuôn mặt sáng, Huy Hoàng được kỳ vọng sẽ giúp thể thao Việt Nam có một kỳ đại hội thể thao châu Á hoàn thành chỉ tiêu đề ra. Website thesearch.com đã công bố kết quả xếp hạng các nhà khoa học thế giới có thành tích xuất sắc trong công bố khoa học năm 2023. Việt Nam có 14 nhà khoa học góp mặt ở bảng xếp hạng này. 14 nhà khoa học của Việt Nam được vinh danh nằm trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, khoa học môi trường, công nghệ thông tin, cơ khí và kỹ thuật hàng không vũ trụ, khoa học vật liệu, y học cộng đồng và khoa học xã hội. Những con số thống kê trên phản ánh sự tiến bộ, nỗ lực và hội nhập không ngừng của các nhà khoa học Việt Nam, những lĩnh vực mà Việt Nam được ghi nhận trên bản đồ khoa học thế giới. Đồng thời cũng cho thấy khoa học công nghệ Việt Nam phải tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa, tiếp cận các chuẩn mực và trình độ quốc tế, hội nhập mạnh mẽ hơn nữa, sánh vai với khoa học của thế giới. Kim ngạch xuất khẩu dệt may tháng 8 ước đạt khoảng 3,8 tỷ đô la Mỹ, tương đương với tháng 7. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng trong 3 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu dệt may đã tăng trở lại từ mức đáy hơn 3 tỷ đô la Mỹ của tháng 5. Các đơn hàng của quý 4 cũng đã nhiều hơn trước. Cùng với đó, ngành da giày cũng dần phục hồi khi các doanh nghiệp đã ký được những đơn hàng mới. Không chỉ ngành dệt may, mà một số doanh nghiệp da giày cũng đã nhận những tín hiệu tích cực hơn về tình hình đơn hàng. Các doanh nghiệp Việt đã cơ cấu nội lực để tiết giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh. Cùng với những dự báo về sự phục hồi của thị trường truyền thống Âu Mỹ, những thị trường ngách sẽ góp phần làm cho bức tranh xuất khẩu hai quý cuối năm tươi sáng hơn. Ghi nhận tại một số bệnh viện tại Thanh Hóa, trong những ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, bệnh nhân nhập viện cấp cứu tăng mạnh so với những ngày thường. Do có sự chuẩn bị chu đáo nên các bệnh viện đảm bảo tốt công tác cấp cứu điều trị bệnh nhân. Tại Trung tâm Cấp cứu và Hồi sức tích cực Ngoại khoa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, lượng bệnh nhân tăng khoảng 30% so với ngày thường. Tại một số bệnh viện tuyến huyện, bệnh nhân nhập viện cũng tăng. Mặc dù các cơ sở y tế chỉ bắt buộc đảm bảo cấp cứu điều trị bệnh nhân nội trú trong dịp nghỉ lễ, song một số bệnh viện vẫn duy trì hoạt động khám bệnh thông thường nhằm giảm áp lực sau kỳ nghỉ lễ. Để kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân không nên sử dụng quá nhiều rượu bia, không sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông. Khi tổ chức liên hoan, gặp mặt hoặc đi du lịch, người dân cần lựa chọn nguồn thực phẩm an toàn, tin cậy để tránh ngộ độc thực phẩm.
Từ ngày 5 tháng 9 đến hết năm 2023, ngành đường sắt áp dụng mức phí đổi trả vé tàu thông thường tùy theo thời gian trả loại vé. Cụ thể, đổi vé trước giờ tàu chạy 24 giờ trở lên, mức phí khấu trừ là 20.000 đồng một vé. Trả vé trước từ 4 giờ đến dưới 24 giờ thì mức phí khấu trừ là 20% giá tiền, từ 24 giờ trở lên là 10%. Đối với vé tập thể không áp dụng đổi vé, không áp dụng trả vé trước giờ tàu chạy dưới 24 giờ. Khi đổi vé trước giờ tàu chạy từ 24 giờ đến dưới 72 giờ thì mức phí khấu trừ là 20% giá tiền, từ 72 giờ trở lên là 10%. Cũng cấp mắc tàu này, khi khách mua vé cá nhân xa ngày sẽ được áp dụng chính sách giảm giá. Đường sắt có quy định đổi trả vé riêng. Ngành đường sắt cũng quy định đối với các vé cá nhân đã đổi, nếu hành khách tiếp tục có nhu cầu trả vé, mức thu phí trả vé là 30% giá vé. Năm 2022 và 9 tháng năm 2023, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 94 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở giáo dục đào tạo đại học với tổng số tiền phạt trên 3 tỷ đồng, gấp hơn 3 lần so với năm 2021, trong khi năm 2021 chỉ có 28 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, thanh tra của 12 sở giáo dục và đào tạo cũng đã phát hiện sai phạm và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục với tổng số tiền 518,5 triệu đồng đối với 51 đơn vị tổ chức. Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng các hạn chế sai phạm của các cơ sở giáo dục đại học thể hiện đa dạng trên nhiều mảng hoạt động, lĩnh vực công tác. Trong đó có trường chưa đủ điều kiện thực hiện tự chủ nhưng vẫn tự chủ mở ngành đào tạo, xác định chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh các trình độ chưa đúng quy định, hồ sơ quản lý văn bằng chứng chỉ chưa đúng, chưa cập nhật đầy đủ thông tin và ký chứng chỉ sai thẩm quyền. Và đây cũng là những thông tin cuối cùng của bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe podcast Điểm tin nổi bật sáng 4 tháng 9 của Báo Thanh Hóa Điện tử. Xin kính chào và hẹn gặp lại.